sao trái tim anh có bị tan nát vì ai không? Dạ có dạ. Vì ai? À, con chào cha, chào cộng đoàn. À, con xin chia sẻ một một ơn Chúa nhiều lắm, nhưng con nói một ơn Chúa gần đấy thôi. Dạ vào tháng đừng có lên xuống cái miệng, con sẽ cha sẽ không mở máy được, con để máy gần và con nói to lên mọi người mới nghe được. Dạ thưa cha, con là Pedro Đan Văn Bảy ở giáo xứ Quang Nhiêu, giáo phận Bán Mỹ Thuật. Vào ngày 2 tháng 7 năm 2016 thì con bị ung thư máu nhập viện ở bệnh viện huyện học là bị ung thư máu. Thưa chị em, lúc nãy cô bé 9 tuổi hay là 14 tuổi lên đây cũng rất là xúc động, mặc dù anh ấy ba mấy tuổi nhưng mà trước lúc chặn của Chúa cũng cảm thấy xúc động khi mà mình chia sẻ ơn thánh Chúa ban, trái tim cũng bị thổn thức, trái tim vẫn còn xúc động. Rồi con tiếp tục con nói lại cho mọi người nghe, lúc con bị ung thư máu rồi sao nữa? Thời gian thì lúc đó là con nhập viện 50 ngày thì lúc đó thì con là thì 33 triệu cha. Mà lúc đó thì thật là lòng Chúa thương xót thì con thì ở miền Bắc, nhưng mà con vào đó mới lại vừa trong Đắk Lắk, nhưng mà con vẫn chưa chuyển hộ khẩu qua. Thì lúc đó thì con cấp cứu cho nên là cái bảo hiểm quê quê gửi vào kịp thời. Thì lúc đó là con giảm con đặng là 17 triệu thôi. Nhưng mà cứ 2 tuần thì con đi thẳng một lần. Rồi đầu tiên thì con cũng rất tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Rồi con ngày nào con cũng đi lễ hết. Nhưng mà được vài tháng gì đó bắt đầu con rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn cả bệnh ung thư nữa, đó là con rơi vào tình trạng trầm cảm và tự kỷ, không muốn gặp một người nào. Tuy nhiên ngoài chứng bệnh ung thư máu vẫn đang vô thuốc thì anh rơi vào căn bệnh nặng hơn, bệnh tinh thần, đó là bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, không muốn gặp một ai, không muốn tiếp xúc với ai, đó là những con người trầm cảm tự kỷ. Rồi chuyện gì xảy ra với anh? Dạ, thời gian thì giờ cả người vợ của con là bất vả. Lúc đó là con chỉ gần 11 tháng trời, con không đi ra khỏi nhà, con có đi cũng vì một cái lý do đặc biệt nào đó con mới đi. Có một thời gian trong khoảng 4 tháng là lề con cũng không muốn đi luôn. Rồi con như vừa con nói với Chúa là nếu Chúa cho con chết thì cho con chết cả nhà luôn, 4 người thì con chết một lần khỏi vì khu con cái. Rồi con nói với Chúa rằng là con nói thôi Chúa ơi, chúng muốn làm gì thì Chúa làm đi. Con xúc phạm Chúa nhiều lắm. Rồi lúc đó con nói con cũng còn một cái gì mà nên nói được cả. Vừa con thấy con cũng tìm đủ mọi cớ để mà chửi vợ, rồi là có những lúc lại đập tầm thề luôn. Và lúc đó con biết rằng con sai mà con không kiềm chế được. Con không tin một cái gì vào lòng thương xót Chúa được. Mà con không tin vì những cái tội rồi con phạm mà con đi xưng tội và trả sự đó và trả sự bực mình với con luôn. Bởi vì con cứ xưng tội được 7 ngày ra đến con người xưng tội, con không tin nữa. Mà nằm lúc nào cũng một phút bình án, một giấy bình án con cũng không có, một chút niềm vui con cũng không có. Con chỉ có được là trong giấc mơ nằm ngủ thì Chúa cho con được một chút niềm vui thôi. Còn khi bình thường nếu như mà có một cái quyền lực hoặc có một cái giá trị nào thì giá này mà làm cho con có một chút niềm vui trong thời gian đó thôi thì con cũng cảm ơn lắm. Nhưng mà lúc đó con chỉ nói với Chúa là Chúa xin cho con một chút niềm vui thôi, kể cả con đau đớn cỡ nào cũng được, bệnh tật đau đớn cũng được, nhưng mà chính Chúa cho con biết có một sự bình an và niềm vui trong lòng để con sống với vợ con. Rồi đến ngày 10 tháng 5 vừa rồi đấy là cha sư ở đó có đi hành hướng đất mẹ mất bé ở Cô Tâm á. Thì lúc đó là con làm nghề tài xế mà cha. Lúc đó là anh bịt bên nhà là có cái xe 7 chỗ thì con chờ 8 người đi luôn. Con thử con nói là xem có sức khỏe của con như thế nào. Thì con chờ cả đi gọi về là gần 7-8 cây số. Thì con đi về bình thường bình an. À, rồi tiếp đó thì ngày 14 là đến lịch khám của con, con xuống khám khám ở bệnh viện huyện học xong thì con xuống đây. Xuống đây thì từ đó về là con có một chút niềm vui rồi. Rồi về là đến ngày 27 tháng 5 con lại tiếp xuống đây một lần nữa. Lúc đó từ về thì khi đó là con nói thật với cha là con muốn mua cũng không mua được nữa. Biết không?
bệnh tim của con bây giờ thì rất là ổn chứ sẵn con. Hôm qua mà đi tái khám thì các cái chỉ số máu rất bình thường. Rồi con đang nạp cái sản này là lấy máu để họ gửi ra nước ngoài để xét nghiệm chém thử là con bao nhiêu phần trăm ra mắt. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì con bao nhiêu phần trăm con cũng không quan tâm được, bởi vì con có sự bình an rồi. Bây giờ con cũng có cái gì cả. Con bây giờ vừa con cùng con vẫn con thuê nhà rồi, nhưng mà con cảm thấy con có tất cả. Vừa rồi đấy con chỉ tiền là con mua được cái xe du lịch, con chở cả vợ con cả ba mẹ vợ rồi chỉ gái rồi cháu đi một xe từ đến Đắk Lắk xuống đây luôn. Dạ. Yeah. Đó là những cái điều mà con muốn chia sẻ với cha với con. Hallelujah. 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 Rồi tôi tặng cho anh DVD hai đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Rồi lần và đây là những lá thư không đợi lòng thương xót. Anh biết rằng trong 3 năm cũng có lúc tôi cũng cảm thấy mấy tắc như anh vậy. 3 năm tôi dìm vào trong lòng thương xót Chúa, mà trong bể đại dương lòng thương xót Chúa mình cảm thấy là không còn một chỗ nào bám víu ngoài Thiên Chúa, không còn một chút niềm vui nào ngoài niềm vui lòng thương xót Chúa. Tôi cũng còn may mắn hơn anh vì tôi yếu chịu đựng, cho nên thì Chúa không để cho tôi phải rơi vào trầm cảm và tự ti tự kiểm như anh, là không còn chút niềm vui nào. Tôi thì Chúa ban cho là còn một niềm vui duy nhất là đi làm lòng thương xót Chúa, đi nói về lòng thương xót Chúa, đi rao giảng về lòng thương xót Chúa. Đấy là cái niềm vui duy nhất lúc bây giờ. Còn chung quanh tôi lúc đó cũng không có một niềm vui nào, và cũng chẳng ai đem lại cho tôi niềm vui nào cả. Mà tôi cũng chẳng cảm thấy có niềm vui nào khác ngoài việc mà được đi loan truyền, rao giảng, loan báo về lòng thương xót Chúa. Tặng cho anh bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa. Đây là cũng kinh nghiệm thất vọng, chán nản, ngã lòng, nhưng không bỏ cuộc, bám chặt với lòng thương xót của Chúa. Bây giờ anh muốn hát tặng câu đoàn bài gì? Con xin buồn hạ tháng mai tình yêu Chúa cao vời. Rồi, tình yêu Chúa cao vời. Tình yêu Chúa cao vời biết bao phép. Tình yêu Chúa cao vời biết bao. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho ân sủng Chúa ơi, để cho ân sủng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa. Lên làm chứng mà nói một cái điều tôi cảm thấy lạ, đó là anh ấy buồn, thất vọng, chán nản, trầm cảm, rồi thì là tự kỷ đến mức độ mà không tìm thấy một niềm vui nào cả. Mà anh xin Chúa rằng, xin Chúa cho con một chút niềm vui thôi cũng được. Con đánh đổi hết tất cả, dù có đau khổ thân xác như thế nào, nhưng xin Chúa cho con có được niềm vui mà vẫn không có được. Cái đó mới là cái lạ chỗ đó. Vậy mà anh đến đây lần thứ nhất về, anh bảo bắt đầu thấy có chút xíu niềm vui. Nếu mà anh chị em đến đây mà chỉ cần được một chút xíu niềm vui thôi là đã hallelujah. Rồi lần thứ hai đến lần thứ ba thì anh về và anh nói rằng là bây giờ con muốn buồn cũng không buồn được nữa. Có buồn ngủ thì có. Đúng không? Có buồn ngủ thì có. Mà không buồn được nữa. Anh xem đến giáo điểm này,
tôi chỉ mong ước một điều là anh chị em đến đây được Chúa sở trọng đến anh chị em qua thánh lễ, qua chia sẻ, qua chứng nhân, và anh chị em thấy được là con có được một chút xíu niềm vui và ra về. Rồi lần thứ hai, lần thứ ba ra về, anh chị em cảm thấy việc con muốn buồn cũng không buồn được nữa, ngoài cái buồn ngủ, chứ không có buồn bã, không có buồn chán, không có buồn sầu, không có buồn lo, không có buồn bã gì nữa cả. Đấy là cái ơn lớn lắm thưa anh chị em. Và anh nhận được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.